Cho các bạn, thì hôm nay mình xin giới thiệu đến một số sản phẩm Dinatol mà mình đang bán nha. Thì đầu tiên là son dưỡng dâu tây màu hồng nhạt bên Tina nha. Thỏi này là 40.000. Và các bạn nào mà bị thâm môi thì xin xài vào mỗi buổi tối thì nó sẽ làm giảm thâm môi cho các bạn nha. Và bạn nào mà không thâm môi thì có thể dưỡng môi thêm hồng hào. Các bạn thấy rõ không? Và tiếp theo là son dưỡng thâm màng này dạng hũ nha các bạn. Quả này là 50.000 một hũ nha. Mùi vani bạc hà, các bạn thấy xinh không? Cái này cũng trị thâm môi được tốt luôn nha. Tiếp theo là son sáp nhỏ gọn rất là xinh. Màu này là mình lấy màu hồng baby nha các bạn. Mình sẽ cho các bạn xem màu. Và thỏi này là 60.000 nha các bạn. Và mình có bán combo nữa chung với cái này. Combo này là 100.000 nha các bạn. Các bạn được giảm 10.000. Tiếp theo là son tin. Đây là son dạng nước bên Nina nha các bạn. Nó không lỏng như nước đâu và cũng không quá bóng, nên các bạn đánh full môi đều rất đẹp nha. Cây này là 85.000, có 5 màu nha các bạn. Tiếp theo là son kem, sản phẩm mới của chị Na. Chất son cực mịn và lâu trôi nha các bạn. Mình có 8 màu lận. Đây là màu cam đào. Đây màu cam đào nè các bạn. Mình không thể test được vì đây là sản phẩm mình bán nha. Mình không thể test được. Mình vặn lại đã. Thỏi này cũng 85.000 nha các bạn. Giữ màu rất lâu. Tiếp theo là tẩy tế bào chết bên Nina. Thì mình mở hũ với bạn xem. Có 3 mùi cam, bạc hà và dưa gan nha các bạn. Hũ này là 50.000 nha. Và cái này là mình đã lấy ra xài rồi. Còn đây là hũ mới nè. Có cái bọc bao quanh nắp và thân, cho nên các bạn cứ yên tâm nha. Bạn nào mà mua sản phẩm Dinatol ở chỗ khác mà không có cái niêm phong này thì các bạn nên đổi lại nha, vì sản phẩm đó không chừng có người đã xài rồi. Tiếp theo là mát dâu tây giữ da mặt nha các bạn. Đây là hũ 140.000 và đây là sản phẩm bán chạy bên chị Na. Và sản phẩm của chị Na cũng có cái niêm phong như thế này. Nếu mà các bạn mua mát dâu mà không có cái này thì các bạn nên đổi lại nha. Và cái này dưỡng căng da mặt, trắng da lắm luôn á. Và khi mà mua sản phẩm này thì các bạn được tặng một tọ thế này nha, để mà mình quét lên mặt không dơ tay vào hộp vệ sinh á. Thì mình đã review xong tất cả sản phẩm của Nina mà mình bán. Mình sẽ check Facebook ở phía dưới và các bạn có thể liên hệ với mình mua hàng nha. Chào tạm biệt các bạn.